bạn, hôm nay trung tâm VNDC xin giới thiệu một sản phẩm mới, đó chính là mặt xúc kim phun và kiểm tra đồng hồ Odo trên dòng xe Honda. Đây là thiết bị của chúng tôi. Thì nó làm có nút nguồn nè. Đây là 4 dây tín hiệu. 4 dây là thành 2 dây nguồn, dây đỏ là dây nguồn dương, dây đen là dây nguồn âm. Dây xanh này là dây tín hiệu của kim phun, còn đây là tín hiệu đồng hồ Odo. Dây màu hồng. Thì trên đây nó có cái hai đúng chỉnh nè, đúng chỉnh thời gian và đúng chỉnh tốc độ. Và một công tắc gạt chế độ khi bạn muốn làm mạch xúc kim phun thì ta gạt qua cái xúc kim. Còn khi kiểm tra Odo á, ta gạt qua chỗ Odo đó, kiểm tra Odo. Thì đây có đèn rất nguồn và đèn rất tín hiệu đây. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái mạch xúc kim phun nha. Thì bây giờ tôi kết nối cái nguồn cho kim phun. Thì ở kim phun thì chúng ta có một dây dương. Chúng ta cắm vào kim phun. Thì dây dương này cũng đã cắm vào chân nào cũng được hết. Đó. Rồi dây còn lại dây tín hiệu của kim phun. Để cắm vào dây màu xanh. Thì lúc này nó sẽ bật lên. Đang bắt nguồn. Thì nhớ là cái dần gạt chúng ta làm bên xúc kim các bạn. Đây. Điểm này sẽ chỉnh cái tốc độ lên. Lúc này kim phun nó nhấp nhanh hơn. Đấy. Đó. Còn lại này chỉnh thời gian à, thì em phun. Như bạn phun về phun ít đây. Đó. Đó, tín hiệu lúc này là cái tốc độ kim nó chậm lại này. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái mặt Odo trên xe Honda. Đây có một cái đồng hồ Honda Lead 125. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra nó bằng cách là tôi cấp nguồn cho nó và tín hiệu. Thì đối với chân của các đồng hồ trên đồng xe Honda, tôi sẽ gửi kèm theo cái bản hướng dẫn nha. Các bạn có thể cắm theo cái trong theo bản hướng dẫn. Thì cái trên Odo người ta cắm vào màu hồng. Thôi, hôm nay tôi bật nguồn lên. Lúc này các bạn trả hai cái nấm tốc độ và thời gian về vị trí bên này trả hết các bạn. Đây. Lúc này tôi bật qua công tắc Odo. Chúng ta sẽ dặn cái nấm thời gian. Lúc này cái đèn để ý này tín hiệu sẽ bị tối dần, yếu dần. Đó, lúc này chúng ta sẽ dần tốc độ lên. Đó, lúc này kim hồ đang lên. Đó. Điểm này cái mặt Odo chúng ta còn hoạt động tốt. Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo cái máy xúc kim phun. Thì đây là cái bảng máy xúc kim phun thử nghiệm của chúng tôi. Thì đây chúng tôi gồm có đồng hồ nổ áp xúc bơm đây. Có một đồng hồ nổ áp xúc bơm. Thì để tạo một cái nguồn áp bơm và hút dung dịch xúc kim phun, chúng tôi sẽ sử dụng cái bơm xăng luôn. Bơm xăng kim đồng xe luôn. Đây, cái bảng bơm đây. Thì chúng ta sẽ kết nối vào nó cũng bằng một cái ống qua một cái phun đây. Đây tôi kết nối sẵn rồi, trong đây tôi có một cái bơm trong đây sẵn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái mạch của tôi. Đây mạch tôi đây. Thì tôi sẽ cắm vào cái phun của tôi. Đây luôn. Rồi đây có công tắc bơm, bật bơm lên. Và tôi sẽ ấn cái công tắc nguồn của cái thiết bị. Đây tôi bật qua ký chế độ là xúc kim các bạn. Đây xúc kim, bật lên. Đó thì lúc này cái kim phun của tôi sẽ, cái mạch xúc kim phun sẽ tạo tín hiệu làm kim phun nhấp nhả. Lúc này là bơm dung dịch sẽ bơm lên. Lúc này là cái đường dung dịch nó sẽ thoát qua lỗ kim phun. Thì tôi sẽ tăng tốc độ lên. Đó. Rồi. Các bạn phun thấy là nhiều rồi. Thời gian phun nó nhiều hơn. Đấy. Đó. Thì ngoài ra thì trung tâm chúng tôi còn thêm hai sản phẩm khác là sản phẩm test IC trên cái dòng xe
đề cơ sử dụng CKB 2 giây, đó chính là ESO tester, và thiết bị kiểm tra cảm biến Hall CKB điện từ và cảm biến VS trên dòng xe điện từ hiện đại bây giờ. Thì mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ qua trung tâm Facebook và trung tâm đào tạo kỹ thuật xe máy Việt Nam, hoặc là số điện thoại 0869 067 377. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi.